ស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលឆាណែលហេមេតមកអូឌីអូគ្នាចាថ្ងៃនេះគឺសូមធ្វើការបង្ហាញជូនអំពីរបៀបចាក់ចំណងចងសក់ឬក៏បូចងសក់ណាខ្ជិលខ្ជួតគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយសម្រាប់ម៉ូតនេះដែរគឺខ្ញុំធ្វើការហាយឡាយណាមានពីពណ៌គឺពណ៌ត្របែកព្រៃនិងពណ៌លឿងណាហើយគឺយើងដាក់ចំណងចងសក់ឬមួយបើយើងអត់មានទេយើងអាចដាក់ដងគៀបក៏បានដែរណាស្រេចចិត្ត តែនៅពេលក្នុងការបង្ហាញនេះគឺខ្ញុំដាក់ចំណងចងសក់អញ្ចឹងនៅក្នុងការបង្ហាញនេះគឺខ្ញុំដាក់ចំណងចងសក់អញ្ចឹងនៅក្នុងការបង្ហាញនេះគឺសម្រាប់ស្លឹកបូរពណ៌ត្របែកព្រៃនិងពណ៌លឿងនេះគឺយើងធ្វើដូចគ្នាទេគ្រាន់តែថាទំហំសន្លឹកលើគឺយើងត្រូវធ្វើឲ្យទូជាងស្ទាប់ខាងក្រោមណាចាហើយសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីបងប្អូនម៉ែអ្នកគ្នាជាពិសេសបងប្អូននារីដែលបានមើលហើយអាចចេះចាក់ប្រើប្រាស់ដែលខ្លួនឯងបានអាចធ
Ok, chừng không ca chạy ní cứ bỏ ní cứ dân a cho bỏ ấy các bạn đấy đây sao thay vì bảo ở tịch tế chừng bữa xin thì dân sao bỏ ấy của phết ná cứ dân chân này ta tạm lần á hồi bắt đầu mất tay dân trở đồn cảm cảm ní cảm ấy các bạn đấy ở thì dân miễn hay dân sửa đồ chân này chân nó trong sọ ní ok đôi khi này đấy chân dân ai vô của phết ấy các bạn này ná tỏ chân tìm được rồi hả ដើម្បីកម្មហើយរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះគឺខ្ញុំធ្វើផ្នែកខាងក្រោមណាផ្នែកខាងក្រោមដែលមានពណ៌ស្វាយអញ្ចឹងសម្រាប់ការធ្វើនេះគឺដំបូងគឺយើងធ្វើយើងនឹងចាប់ផ្ដើមណានេះគឺយើងយកដៃខាងស្ដាំរបស់យើងនេះវាត់មកចេះមកហើយយើងបង្វិលវាមួយទៀតមកយើងហូតបោះមួយតាមនឹងនេះគឺយើងបានចំណុចចាប់ផ្ដើមណាចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានចំណុចចាប់ផ្ដើមហើយនៅពេលនេះគឺខ្ញុំក៏ទុយកដោចំនួន 3 4 5 6 7 hỏi khi chạm một cô đồ bỏ nó không luôn tị buồn á chà ní chà chẳng lỡ bông bông ở kia chui vào to chạm một cô đồ bỏ sân máu cứ dân chạm một rồn muối rồi hôn một đo càng trong để chạm này cứ khi nhau chạm màu và chạm thái chân tận ót về mình chân luôn đập mấy tên cơ tơi cái đảo bảy này chân là lấy cứ dân to từ chung tí pí sự rạp chung tí pí này không ca lang tới bằng cô rồi bỏ cứ dân trời cơ tơi cái đảo chân luôn bảy muối pí bảy và toàn mấy dân một vợ nè dân một vợ chạm vào dân máu hồi nếu không luôn đồng bộ cái này cứ dân chạm một cô rồi bỏ cho được không nâng mũi này nè nè bắt đầu máu dương bắt đầu chạm máu nước không mờ cứ dương chạm muối mờ rốn cứ dương chạm mùi nhé cứ dương chạm ra hố tại đó hàng trong này chùa nhé chà chân xâm rạp ca lang tới chung bắt đầu nít cứ dương cái tôi cái đó bấy bí bầy hay dương bằng vòi máu chân được không rốn đồng bồn cái nít cứ dương chạm một cô bóng cho tôi không nên cho nguồn muối hai nâng rốn bắt đầu nít cứ dương chạm mùi rốn muối mờ rốn mùi từng ọt nhé chân bây giờ dân chạy mà đọc này khẳng trong đấy cứ viên viên trên nguồn đọc bay đôi khỉa và tôi mất cứ dân tỏ lọc chạm màu bánh cứ dân chạy tay chạm màu rồi hộ tôi thể ban trên nguồn bằng cô rồi bóng đi trên nguồn đọc bằng chùa chà ok nhận ọc này là đấy cứ khi ban màu bạch chọc này chùa tị đọc bằng mất cứ dân thua slip stick nhá dân thua slip stick dạ chắc cái này cứ dân nơi rôn đam kê đi trên nguồn muối hơi ở nơi rôn khả này trên nguồn muối nhá nè cái này chẳng dân sốt tới dương thua slip stick nhé. Ok, chân run bật tốt. Chân là lỡ bóp ôn bật to chạm thua slip stick máu cho bà hốt hàng trong cái chùa. Bên này dương bật to hàng trong chân hát dương thụ bỏ môi tức hay dương tiền như vậy. Chắc nó khăn lớn ấy cứ mình phải bay chúa nó khăn cao mình phải bay chúa tổ máu cứ dân thua ca đê ná đê bằng ruộng viêu cho mình chạy chà chắc là dân đọc chúa tới
Hãy xong cũng thích chú cho subscribe chia sẻ cho lời đủ cẩn đấm đồng bây giờ tụ ban video thamay thamay em bị nhóm nhé cứ rõ về đài nhóm miên video thamay phó chô tự khăn channel bọc nhóm chẳng bóng ô được ạ khía nâng tụ ban video nút môn kê ok ọc con xin gặp ca chùm này bế nó không ca tạm đa nâng ca bóng hai rồi bọc nhóm nè chung bó bóng ô mình ông thể ạ khía chia sẻ ôn để mềm nóng chẳng riêng chạy chạy nha ai bắt đầu bị mở video kiếm hỏi ai chạy chạy pra để khuôn ai là chẳng mê tập bản y tế có xôm chùm riêng lia chùm phố bóng ôn bốc mai tặng ở khả nên sau có việc đó rồi tổ tiên miền bàn chụp nên video kia tiết na chùm riêng lia.